Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế người Do Thái càng tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha của mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu mới trả lời với họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y chang như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, trước tiên con cảm ơn những ai mà không phải đi lễ ngày thường mà con thấy, mà hôm nay là ngày mùng 3 mà quý bà anh chị em đi. Quý bà anh chị em dâng một năm mới của quý bà anh chị em cho Thiên Chúa, đó là một hành vi vô cùng quan trọng. Sự hiện diện của quý bà anh chị em ở đây nhắc nhở, chính quý bà anh chị em nhắc nhở mình, và cũng là lời nhắc nhở cho chúng con hay những người xung quanh biết rằng: tôi vẫn tin tất cả những gì tôi có là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban. Từ chiều đến giờ con vì cứ khi suy nghĩ soạn bài giảng, con cứ suy nghĩ tại sao Chúa cũng hay nhỉ, Chúa cho mình đau miệng mà cho mình đau chân. Ông cha mà Chúa cho đau miệng là khỏi dâng lễ, khỏi giảng. Ngày hôm qua, ngày hôm trước hôm qua con vẫn dâng lễ, mà con dâng lễ một mình được, vì mình vẫn cử hành phục vụ được. Cho con mới thấy cái mọi sự mà Thiên Chúa xảy đến trong cuộc đời mình có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta cộng tác với ơn Thiên Chúa thế nào đây? Chị Hà chị đọc trong bài đọc 1: Thiên Chúa cho con người chăm sóc vườn địa đàng, chăm sóc vườn Eden, canh tác và làm chủ. Con mời gọi quý bà anh chị em trong suốt năm mới này nhớ hai cái động từ: canh tác và làm chủ. Thiên Chúa trao cho quý bà anh chị em những tài năng. Ví dụ như có người thì làm bác sĩ về mắt, có như chị Quế kia thì làm bác sĩ về răng, rồi cái chị đọc bài đọc 2 này là làm về thuế, rồi anh Vũ này Chúa cho có cái việc hát tập hát giỏi, vân vân vân. Đấy là những cái tài năng Chúa cho quý bà anh chị em canh tác. Đấy là cái đầu tiên quý bạn cho phải biết canh tác những cái tài năng mà Chúa cho. Rồi cái thứ hai, chúng ta phải làm chủ. Con nhớ thứ hai tuần trước nữa con giảng ở nhà thờ này, cuộc đời của chúng ta được sinh ra và đến chết, và có gọi là sinh thì mình gọi là born, chữ B, và chết gọi là chữ D. Và trong suốt hành trình từ lúc sinh cho đến lúc chết, chúng ta dùng cái chữ C hay chữ C, đó là choice, là chọn lựa. Mà cái chọn lựa đấy trong Kinh Thánh nói là Chúa cho chúng ta quyền làm chủ. Quý bà anh chị em sẽ thấy năm 2022 này, tất cả những gì xảy ra, nói theo như nhà tâm lý người Mỹ nổi tiếng của chúng ta, ông nói như thế này: ví dụ như 100 điều xảy ra thì đến 90 điều là do chúng ta reaction, do chúng ta phản ứng lại. Chúng ta phản ứng lại với cái tình huống xảy ra đối với chúng ta. Còn chỉ có 10% đấy là đã được an bài, đã được Thiên Chúa sắp đặt. Và vì vậy 90% thành công hay thất bại trong cái năm mới này là do chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta quyền để chọn lựa, và Thiên Chúa cho chúng ta quyền làm chủ. Quý bà anh em có quyền đổi job, quý bà anh em có thể làm thêm hàng, hay quý bà anh em muốn nghỉ sớm. Cái chuyện đấy là chuyện tự do Thiên Chúa cho. Mỗi người chúng ta có quyền chọn lựa. Vậy xin Thiên Chúa cho năm mới này chúng ta đưa ra những cái chọn lựa tốt, để chúng ta phát triển những cái ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta năm mới này. Và con mời gọi quý bà anh chị em trong năm mới này, nhất là chúng ta
trừ các ông bà già về hưu hay các cháu thiếu nhi, chúng ta cũng chu toàn cái bổn phận của chúng ta trong năm mới này là cộng tác với Thiên Chúa, phát triển tình thương với những người chúng ta gặp gỡ. Nhưng mà trong làm ăn hay bất cứ việc gì, con mời gọi quý bà anh chị em giữ cho con, người Việt chúng ta gọi là nhân nghĩa lễ trí tín. Con mời gọi quý bà anh chị em chỉ giữ một chữ thôi, chứ cuối cùng là chữ tín. Tín thành với nhau trong công ăn việc làm. Nếu quý bà anh chị em tín thành trong lời nói, tín thành trong hành động, tín thành trong đối xử sống với người khác, quý bà anh chị em chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công. Tiếng Việt chúng ta nói một lần thất tín thì làm sao? Vạn lần không tin. Một lần thất tín, vạn lần không tin. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một em bé ở Roma, trong thành Rome, ở bên Roma, ở cái thành Roma thì rất nhiều chim bồ câu. Người ta bảo cái gì nhất ở trời Âu thì đến Roma thì sẽ thấy rất nhiều chim bồ câu. Và vì cái em bé này cứ ban sáng em lấy những đồ ăn dư thừa rồi các cái đồ ăn nuôi chim, em ra cho chim bồ câu ở chỗ đền Thánh Phêrô ăn. Và năm này qua năm khác, cứ sáng nào em đó cũng đem cái đồ ăn đấy cho các con chim bồ câu nó ăn. Và từ lúc nhỏ cho đến lúc 9 tuổi, thì khi 9 tuổi thì em đi học trong một cái lớp học vẽ về mỹ thuật, vẽ các con chim. Và hôm đấy lớp đấy lại lớp học vẽ con chim bồ câu. Thì em đó mới gợi ý với cô giáo trong lớp mỹ thuật như thế này: thưa cô, tuần sau nếu lớp mình muốn vẽ một con chim thiệt, con chim bồ câu thật, thì con sẽ mang đến cho lớp mình một con chim bồ câu thiệt, khỏi phải nhìn tivi, khỏi nhìn laptop, khỏi nhìn computer, nhìn con chim thật mình vẽ nó chính xác hơn. Thế là tất cả các bạn trong lớp bảo làm sao mà có được con chim thật. Thế em này bảo được, tuần sau tôi sẽ đem một con chim bồ câu thật đến. Và đúng cái ngày chuẩn bị lên lớp thì em đó ra quảng trường vất đồ ăn cho chim bồ câu. Và con chim, các con chim bồ câu, người ta bảo nhân ư vạn vật, nhân linh ư vạn vật. Con người mình có cái nhân linh trong đó, nhưng mà các loài vật nó cũng có. Thế là vì cái em này bao nhiêu năm nay thân thiết với chim rồi, nó cứ đến nó bộ trên vai, đậu trên tay, đậu trên đây. Thế là em này hôm nay bắt một con cho vào cái lồng đem đến trường. Nhưng mà quý mà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Sau cái ngày đó không bao giờ em này cho chim ăn mà nó đến gần nữa. Em này cứ lân la đến gần con chim một cái là nó bay. Một lần thất tín với loài vật mà nó cũng biết đề phòng, phương chi với người khác. Vậy hôm nay chúng ta ngày mùng 3 Tết, chúng ta cùng nhau quy tụ trong căn nhà thờ này, chúng ta xin Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa công ăn việc làm cho chúng ta. Thiên Chúa chúng ta là đấng luôn luôn tuôn đổ ơn phúc lành cho chúng ta. Và chính yếu chúng ta có chọn lựa được những cái ơn phúc lành của Thiên Chúa hay không. Và để trong công ăn việc làm của quý bà anh chị em được thành công, con mời gọi quý bà anh chị em hãy tín thành với khách hàng, hãy trung tín với những thợ làm với mình, hãy trung tín với những người làm với mình. Trong năm mới này chắc chắn với ơn Thiên Chúa, quý bà anh chị em sẽ thành công. Còn về đứng về phương diện khác thì quý bà anh chị em, nếu chúng ta có mất con, để kết con cho quý bà anh chị em cái câu mà tiếng Anh nó gọi là slogan, tiếng Việt mình gọi là cái samurai, gọi là cái kết. Quý bà anh chị em, hôm qua con đọc được một câu rất hay như thế này. Người ta bảo ở trên đời mất tiền là mất rất ít. Năm vừa qua nếu quý bà anh chị em đã có mất tiền, đừng lo mất của cải vật chất, đừng lo mất quá ít. Mất sức khỏe, mất thời gian, mất công sức là mất nhiều. Nhưng nếu mất tình thương, mất sự chung thủy, mất chữ tín là mất hết. Mất tiền, mất bạc, mất vật chất là mất ít. Mất sức khỏe, mất thời gian, mất công sức là mất nhiều. Nhưng mất chữ tín thành là mất hết. Mất hết thưa quý bà chị em. Nếu trong đời sống vợ chồng không chung thủy là mất chữ tín thành với nhau rồi, là mất hết, gia đình tan nát. Và con cũng thêm cái câu này: được tiền được bạc là được ít. Được tiền được bạc là được ít. Được sức khỏe, được sự thành công trong nghề nghiệp là được nhiều. Nhưng được niềm tin, được chữ tín là được tất cả thưa quý bà anh chị em. Nếu quý bà anh chị em có nhiều tiền bạc đủ mọi thứ mà con cái mất niềm tin, vợ chồng mất niềm tin vào nhau, có phải là mất hết không? Có được nhiều cũng không có giá trị à?
Vậy xin Thiên Chúa cho quý bà anh em đêm nay về và trong suốt cái lúc từ giờ đến cuối tuần, quý bà anh em suy niệm: tôi có mất tiền năm vừa giờ, mất Covid, mất làm ăn thất bại mới là mất ít, mất của cải vật chất mới là mất ít, mất sức khỏe mất nhiều hơn một tí, nhưng nếu mất chữ tín là mất rất nhiều ở đó, mất hết ở đó. Làm thế nào để năm mới này xây dựng lại? Và xin Thiên Chúa, ngang qua thánh lễ này, lời cầu nguyện của chúng ta, xin Thiên Chúa tiếp tục thiên giáng phúc cho chúng ta trong năm mới này.